Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Huy Trung Auto. Bên em chuyên mua bán trao đổi các loại ô tô cũ đã qua sử dụng nha anh em. Hôm nay bên em bán lại cho anh em một con Pajero này. Con là con Mitsubishi Pajero V43 bản full nha anh em. Đấy, xe thì hiện tại rất là đẹp rồi. Anh em mình mua về sử dụng đi ngay thôi. Xe thì em con này thì hôm Tết em cũng để em đi dạo dạo quanh Tết. Mới về đăng kiểm xong nha anh em, mới về đăng kiểm xong. Đó, xe này thì em bán thì em bao đăng kiểm cho anh em nha anh em, bao đăng kiểm cho anh em. Anh em nào đăng kiểm không được bên em nhận lại xe, bao đăng kiểm cho anh em từ đây về sau luôn. Về anh em cứ khi nào anh em sử dụng anh em đăng kiểm thêm bao đăng kiểm miết thôi. Đấy. Bao đăng kiểm nghĩa là sao? Bao đăng kiểm là anh em bên em chịu trách nhiệm đăng kiểm cho anh em. Còn phí đăng kiểm là anh em phải chịu chứ bên em không có bao mà bao phí với đăng kiểm cho anh em. Bao là gì? Bao pháp lý, bao trách nhiệm đăng kiểm cho anh em thôi. Đấy. Bất cứ khi nào anh em cần đăng kiểm, anh em alo em một tiếng, bên em hỗ trợ đăng kiểm cho anh em hết mình nếu như anh em ở gần. Còn nếu như anh em ở xa, bên em sẽ hướng dẫn anh em cách đăng kiểm về con xe này. Và con xe này em mới vừa đăng kiểm xong nha anh em, mới vừa đăng kiểm xong. Mới vừa đăng kiểm xong hôm qua là em đăng rồi, đấy. Đó, rất là đơn giản thôi. Anh em nào mà mua thì em sẽ hướng dẫn anh em đăng kiểm xe được lên mâm lốp này. Mâm lốp thì là địa hình rồi này. Đấy, dàn mâm lốp zin em còn nha anh em. Đấy, mâm lốp zin thì khi đăng kiểm thì ta gắn một dàn mâm lốp zin vô thôi. Đem ra tiệm nó thay tầm 150-200 nghìn vô. Đấy. Còn ba cái nóc này thì tháo ra đăng kiểm thôi, bình thường. Còn mình xe chơi xe độ phải chấp nhận thôi anh em. Trên đất nước Việt Nam này thì nói về xe độ thì rất là nhiều, rất là nhiều. Đấy, những người đó người ta vẫn chạy, vẫn hoạt động, vẫn chơi bình thường thôi. Đấy. Thì mình chơi thì mình phải chấp nhận một tí thôi, nó khó khăn hơn những xe zin một tí thôi. Nhưng mà được cái nó phục vụ đam mê của mình. Đó. Xe thì em có lên tời, đèn led đồ đầy đủ rồi. Con này hai cầu bản đủ nha anh em, hai dàn điều hòa, hai dàn lạnh. Form dáng anh em thấy không? Anh em có thể nhìn, anh em có thể lên trên mạng anh em coi gõ một con Pajero V43 mà zin á, với một con Pajero mà em đã dọn lên như thế này rồi thì anh em thấy nó rất là khác biệt, rất khác biệt nha anh em. Đó. Con Pajero của em hầm hố hơn rất là nhiều và đẹp hơn rất là nhiều con xe zin. Đấy, đẹp hơn rất là nhiều. Thì mình muốn xe ngoại hình nó khác biệt, nó độc nó lạ một tí thì mình phải chấp nhận. Chấp nhận đăng kiểm, chấp nhận mình chơi mà nè, mình phải chấp nhận chứ. Đấy. Nội ngoại thất thì rất là đẹp, xe chỉ để nguyên bản theo xe, cam kết với anh em mình không đâm đụng, không ngập nước nha. Hai cầu hoạt động tốt nha em, hai cầu hoạt động tốt, xài đủ. Đấy. Còi hú ba chế độ rồi đầy đủ nha em. Đấy. Đèn led rồi đầy đủ hết nha, nói chung không thiếu thứ gì hết. Tất cả cái đèn đó thì nó có công tắc riêng hết, mình có thể tháo rắc, tháo rời và lắp lại nhanh chóng một cách dễ dàng anh em. Đấy. Nội thất thì rất là đẹp. Anh em thấy không? Nội thất 7 chỗ nha anh em. Con này 7 chỗ, hai dàn lạnh đầy đủ luôn. Con này hôm nay bên em bán 160 nha anh em. Đấy, 160 triệu vừa đăng kiểm xong, đăng kiểm mới cho anh em luôn. Đó. Còn ví dụ như mà khi mà hết đợt đăng kiểm này với đến đợt đăng kiểm sau thì bên em vẫn hỗ trợ đăng kiểm cho anh em. Đến như anh em ở gần nha, còn anh em ở xa bên em sẽ hỗ trợ anh em hết mình. Đấy, hỗ trợ hết mình về đăng kiểm cho anh em. Nếu như anh em nào mà sợ đăng kiểm nha, bên em sẽ hỗ trợ hết mình. Đó, bao đăng kiểm cho anh em, cho anh em chơi thoải mái luôn, cho anh em nào mà đam mê anh em yên tâm. Đấy, không phải sợ lo ngại vấn đề đăng kiểm xe nữa. Thì mình vẫn chấp hành đúng theo pháp luật thôi, chấp hành đúng theo quy định của đăng kiểm thôi, chứ cũng không có cái gì khác. Đấy, nhưng mà mình vẫn chấp hành đầy đủ như này. Đấy, 7 chỗ hàng ghế sau rất đẹp, máy móc thì nổ em nha, máy móc em. Xe rất là tuyệt vời rồi. Hai cầu lốp địa hình đầy đủ đồ chơi rồi. Mấy cầu thang này thì khi mà đăng kiểm mình phải tháo ra, chấp nhận tháo ra. Nó không mất bao nhiêu thời gian, nó rất là nhanh chóng thôi nè. Rất là nhanh chóng thôi. Đó, anh em thấy lốp treo đẹp không? Giá tiền thì rất là hợp lý, 160 triệu thôi. Con này thì mạnh cực kỳ nha, mạnh lắm, chạy mạnh. Lội địa hình đồ núi đồ mà đường đồ gồ ghề khó khăn nó bằng hết. Bưng mọi địa hình mà nè. Đấy. Nội thất ngoại thất rất đẹp, nội thất với xe địa hình như thế này là quá xuất sắc rồi. Nói chung là nội thất là zin hết, nguyên bản hết, tắp bi tắp lô đồ nguyên bản, nguyên zin hết, sơn zin trong nách đây còn nha nè, sơn zin trong nách đây còn. Xe với nó là cọp đó nè, chất cọp, cửa nẻo đóng êm, còi hú âm thanh loa đài hay đầy đủ lắm, ghế da rồi, ghế da xịn theo xe nè, vậy thì tay rồi em ta đầy đủ hai cầu hoạt động tốt nha em. 160 triệu thôi, quá hợp lý anh em ạ. Anh em nghe thấy không? Giờ em sẽ nổ máy cho anh em nghe này. Mấy cái đèn này thì đèn trợ sáng thôi, đèn đi rừng đi núi trợ sáng thôi, có công tắc riêng hết, mình thích thì mình bật, còn không thì mình đi đèn zin thôi. Đèn thì vẫn có đèn zin, chưa có độ nhiều nha anh em.
có độ mấy cái led ban ngày này thôi. Đấy. Đăng kiểm bình thường, em mới đăng kiểm xong. Thì mặc dù biết nó đăng kiểm nó hơi khó tí anh em, mà mình phải chấp nhận thôi. Thời buổi này xe nào cũng vậy thôi anh em. Hay chấp nhận, mình chấp nhận thôi. Chứ mà mình chơi xe độ mình chấp nhận. Con này thì nhảy nổ lên, dứt cái nổ thôi. Đó, dứt cái nổ thôi. Âm thanh loa đài đầy đủ hết nha anh em. Con số tay lái nhẹ nhàng cực kỳ, chạy nhẹ nhàng lắm, con số tay lái nhẹ nhàng lắm. Hai cầu hoạt động tốt, âm thanh loa đài hay, con số nhẹ nhàng chạy sướng. Nó có đèn led gầm ghế luôn, đầy đủ nha. Rồi hú qua chế độ này, đầy đủ luôn. Gương kính bấm điện hoạt động tốt nha anh em. Rồi hú qua chế độ này. Máy này gắn vui thôi, gắn vui chọc bạn bè rồi thôi. Nó có thu âm lại nha anh em. Lô. Nó có thu âm lại đàng hoàng. Thu lại âm phát ra nha anh em. Alo alo 123 123. Rồi phát lại này. Là phía trước nó đang phát ra nè. Này. Rồi hú đầy đủ. Máy này chọc cho bạn bè chơi vui thôi. Đó, hoặc là xài vô những trường hợp khẩn cấp. Đó. Chứ mình không nên lạm dụng mấy cái này nha nè. Máy móc thì nổ êm, máy lạnh điều hòa sâu mát, âm thanh loa đài hay. Âm thanh loa đài đầy đủ. Camera lùi đồ có hết nha nè, camera lùi này đầy đủ luôn nè em. Không thiếu cái gì hết. Gương kính bấm điện là hoạt động tốt nha em. Anh em mua về sử dụng đi ngay, không phải làm bất cứ thứ gì thêm nha em. Đấy. Máy móc của con này cực kỳ sạch, cực kỳ đẹp rồi, máy móc đẹp lắm. Máy móc đẹp khô ráo nha em, sạch sẽ. Nổ êm nữa. Máy là như mới nha em, máy chủ cũ người ta giữ kỹ lắm. Đó, máy như mới à. Máy này đúng chất zin, đúng chất cọp luôn. 160 triệu quá rẻ anh em ơi, quá rẻ đó một con xe như thế này. Bình ắc quy mới này, bao đăng kiểm cho anh em từ đây về sau luôn. Đấy. Đó, bao đăng kiểm cho anh em từ đây về sau luôn. Biển Quảng Ngãi cho anh em rút hồ sơ công chứng giấy tờ nhanh chóng lắm. Đó. Cabo là có miếng trắng, miếng cách nhiệt zin theo xe này anh em. Bao đăng kiểm cho anh em từ đây về sau luôn nha anh em. Đấy. Pajero V43. Đó, đèn led ban ngày này rất là đẹp nha. Nên bật hết đèn lên nha. Đèn đuốc thì hoạt động tốt, xài đủ nha anh em. Có công tắc riêng hết. Đó. Tắt mấy cái đèn trên kia đấy. Có công tắc riêng hết nha anh em. Ok. Đó, lốp là vừa lên này, chàng lốp vừa lên chưa chạy được bao nhiêu km hết này. Đó. Lốp mới nha anh em. Lốp mới. Có nguyên nhân lốp zin á, chàng lốp zin cũng còn đẹp lắm anh em. Chàng lốp mà không gai á, chàng lốp gai thường á. Với mâm zin á. Mâm này thì nó đúng kích thước nha anh em, mâm đúng kích thước, lốp cũng đúng kích thước trong đăng kiểm luôn, lốp đúng kích thước. Lên lốp độ nhưng mà lốp đúng kích thước trong đăng kiểm. Đấy. Khi mà mình gặp công an mình không sợ nha em, bởi vì lốp đúng kích cỡ, đúng kích cỡ. Đăng kiểm bình thường. Đăng kiểm em có dàn lốp zin cho anh em chỗ nào mà đăng kiểm khó ở em là em đăng kiểm dàn lốp này được nha em, bởi vì lốp này nó đúng kích cỡ trong đăng kiểm này là đăng kiểm dàn lốp này được. Mà ví dụ như ở chỗ anh em mình nó đăng kiểm nó khó mà nó không cho dàn lốp này á, thì mình bỏ dàn lốp zin vô, tốn khoảng 150-200 nghìn tiền thay lốp thôi. Đấy. Còn mình chơi xe độ phải chấp nhận anh em. Rồi, em thì em bán những người nào đam mê, những người nào chịu khó, đam mê, thích thú với dòng xe này. Đó. Còn anh em nào mà sợ đăng kiểm thì mình mua xe zin mình đi cũng được anh em à. Đó, không sao. Chạy êm ái lắm. Nói chung anh em vào cảm nhận mới biết được cái độ chất của con xe nha. Em nói trong video thì nó một phần thôi, nhưng mà anh em phải vào đây trải nghiệm thực tế thì nó mới ok được. Đấy, Pajero V43 nha anh em. 160 triệu, bên em bao vận chuyển anh em toàn quốc nha. Anh em nào cần alo ngay số điện thoại em để bên dưới nha.